Đây giờ là chương trình trao quà Noel nhé cả nhà ơi. Quà Noel. Hôm nay là kỷ niệm 14 năm công ty của chị Dung. Nên chị tổ chức một buổi gọi là party ở trên khách sạn 5 sao Sun Rex. Giờ là đến phần trao quà. Thân mẫu trước. Đây mẫu của bạn Tiến đâu? Của bạn Tiến sao vậy? Đứng tên đi bạn Tiến. Đây, cái này của bà. Bây giờ sao? Cũng cùi. Tiến này tiến lùi. Em nhóm chân lên. Em vẫn xin lên. Không ai biết. Sao mà em lắc dữ vậy? Má hôm nay nhân ngày em con gái dịu của má chúc học thành là một hoàng con nhỏ xin được xin má nhận cho con. Nói vậy mà không nhận sao được. Má cảm ơn con ha. Dạ, và má chúc con thành đạt trên con đường chọn. Dạ, mong con cũng kiếm được cái con đường của mình đi lại ha. Dạ, con. Dạ, nhìn cảm ơn má. Đúng rồi. 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 Đúng Cô ơi, Christmas con có quà tặng cô. Chúc cô luôn luôn khỏe đẹp và luôn luôn hạnh phúc như cô. Con chỉ cần vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Dạ, cảm ơn Tiến ha. Dạ. Ừ. Hôm nay là món quà tượng trưng ha. Dạ. Rồi, xin nhận món quà của Tiến ha. Dạ. Chúc cho con tàu gì được đó là bạn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ. Rồi. Cái này là mai nữa. Con xin nhờ má để cho ba. À dạ. Thôi thì về hôm nào gặp ba đưa thẳng trọng. Dạ, ba gặp ba hả? Ừ. Gặp ba thì dễ rồi nhưng mà tại vì nhân ngày hôm nay thì có thầy cô đây rồi có má rồi. Rồi nhờ má. Rồi rồi thôi má dùm cái đứa đàn ba ha. Ý nó là hôm nay là cho lấy điện cái đó. Dạ dạ. Nhờ má ha. Dạ rồi cảm ơn má nhiều ha, hôn lần nữa. Mấy bạn nhớ bắt chước mình hôn mẹ nhiều 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 hơn đấy mấy bạn. Nghe đứng luôn mấy nghe. Dạ. Cầm cầm cho thầy. Dạ. Cầm 12 cầm luôn mà luôn nè. Trời vậy là thầy ngồi kế bên cô nè. Kế bên cô mới được. Cách xa quá, cô cứ thấy xa quá. Ngồi về dễ hơn không? Xa lắm, xa lắm. Bây giờ là đúng rồi nè, thầy ngồi kế bên. Đúng rồi, cái ngồi đó đây nè, đó dễ đặt quà. Dạ đúng rồi. Tết là khác, nửa màn Tết là xong. Rồi, thầy cô. Rồi, thầy cô luôn. Rồi, vậy thôi mấy chị đứng đây em thầy cô nha. Dạ. Dạ, đây là món quà thầy cô. Dạ. Đẹp, thật sự rất là quan trọng. Dạ. Thầy cô trong môi trường sinh viên thì rất là nhiều thay đổi các bạn sinh viên để làm cho cuộc sống tốt hơn và đầu tư tốt để sinh lợi để có thể là có gia đình. Cái bạn muốn số chín thì là chúc mừng nó trong viên
Sắp tới đó là công việc của Linh nó sẽ lợi và nó giống như là một cái đất nước thứ hai của mình, sẽ hội nhập và sẽ sinh lợi gì đó. Ok. Rồi, thank you. Đó là giờ cô nhỉ? Chị ơn thầy cô nhỉ? Thầy cô mà em mới được gặp lần đầu của em. Nhờ có thầy cô từ đó trở về sau là em rất xuống tại bác, em đi vòng vòng. Tuy rất là mệt nhưng mà những phần còn lại khó khăn hơn nhắm soi thì em để tập tiếng. Khi nào gặp thì là em. Đó bằng tiếng chia nha. Dạ em cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Hôm nay thì em nhân Giáng sinh nhiều ấm lành. Dạ. À, tâm là tâm đầu ý hợp, đưa ra chiến lược nào là chính sách của nó, không nhắm đâu là thắng đó, thắng đâu là thắng đó. À, có quân sư đây là thắng chắc rồi. Dạ, cảm ơn thầy cô. Dạ, cảm ơn thầy cô rồi còn. Dạ, cô. Có tập 2 nữa hả? Nhiều nhưng mà thầy đã nói rồi, thầy ơi, bạn nó nhiều lắm. Là nhiều. Đây là kho đạn. Công ty Panamotic và tất cả toàn thể chúng em xin được trân trọng lời khách hàng cô và món quà này. Vô vô có một buổi thành khách hàng thân thiết lên bạch kim luôn rồi thầy. Cảm ơn cô. Cái bạch kim bữa nào nói là cũng dành cho chị Dung một tiếng để chị em gì vậy? Đang kiếm lý do để tặng quà đó thầy ơi. Sao cho cô? Mất. Đây tặng quà đâu có dừng dặn đâu ta. Hàng sao? Món quà chân quý à? Dạ. Cái này mà tặng quà. Mami, này để cho mami. Dạ, đó làm luôn luôn. Tặng quên. Hả? Ngát quá luôn. Chào mami. Chào má. Dạ, mỗi lần mami nhìn thấy cái này là nhớ tụi con nha. Nhớ ngày Christmas hôm nay nha. Con là ai xong rồi tuổi là chỉ phải đông rồi đó, chứ không phải một con. Với lại bạn Kiên, bạn Nga. À, vậy đó. Thì, có sự hiện diện của công ty... Toàn thể. La Doto. La Doto. La Doto là bác sĩ nhà đất. À, vậy đó hả? Công ty vương tầm quốc tế đó con. Cảm ơn mấy đứa con nha. Dạ, xa dạ, con cảm ơn má. Dạ rồi. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ tới Sức Kiên ha. Giờ rồi Sức Kiên, em có bạn Sức Kiên nha. Rồi Sức Kiên vô ngồi đi. CEO. Không, nhưng mà bây giờ Khoan quay tí. Bây giờ là rồi bây giờ trả lại à, tới Sếp Kiên tặng hai thầy cô. Ai quay cho Sếp Kiên tặng quà đây quay luôn cho tâm để mình trừ căng tiêu. Đây đây món quà của vợ chồng em. Chưa rồi xong chưa, chừng nào nói action nha. Rồi cái này là luôn luôn on nè. Ok rồi, action. Dìu dắt tụi em đi trong con đường phía trước. Bạn Giáng sinh là đầu tiên trong đời Giáng sinh được bạn quà. Đây món quà này tặng bạn siêu mẫu. Siêu mẫu. Đây siêu mẫu luôn luôn trẻ, trẻ đẹp và là dấu tụi em một nhiều hơn. Không nghe, không kêu dài. Dạ không nghe. Không phải do lắm chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa, sao mẹ đúng không? Là do lắm chồng sao đi. Ừ, sang đây có máy cho chị Nga. Về chị vào đi thư. Đâu đâu, cái nào nữa? Để tới trên nè, nè, đưa chị Nga hai vợ chồng cùng vào. Sao là điều tự nhiên đơn cử thế? Dạ. Cái này là của Si.
ra đúng không? Bà Si cũng được. Bà xã đâu? Cảm ra Si không phải là chị Si hay gọi không giỏi. Màu ăn chống lớn à? Rồi giờ lấy lượt em anh Tiến vô ngồi, chị Dung vô ngồi. Tiến chị Dung vô ngồi à? Rồi vậy thì ôi trời ơi, nãy giờ nghe câu là rồi. Ngồi luôn. Này, ngồi cái người giàu thế nào cũng giàu. Sắp giàu rồi đó. Nó to to đi. Giáng sinh được mọi người có rồi. Em gặp như đúng Phật. Dạ rồi em cảm ơn. Thế giờ đến lượt anh Tiến. Nhiều quá vậy. Cái nào đẹp nhất nha. Bao gắt cũng thấy đó. Cái gì vậy? Nhiều quá, nhiều cái gì hôm nay bỏ đánh dấu luôn mà. Quên rồi, quên như là đúng hả? Thì như nhầm của anh Tiến. Nhầm rồi. Ok, lắp đổi sao bây giờ? Không có nhầm được. Okay. Anh Tiến mày bự hơn chị. Thôi, hai người tập trung luôn. Rồi. Thì em nhân dịp Giáng sinh thì em cũng chúc anh Tiến ngày càng thành công và có nhiều sức khỏe để cho được hỗ trợ các học viên trong và cũng nó lên năm mới chuẩn bị sang năm mới chúc năm mới có thêm nhiều niềm vui mới. được rồi, năm mới phải có cặp có đôi đúng không, có cặp có đôi rồi. Ok, okay. Cảm ơn rất là nhiều. Cũng thay mặt là cảm ơn bác sĩ rất và hai bạn đó là làm cực lực đấu tranh ngoài sau cổng trường để chuẩn bị cho các lớp học nó cũng tốt rồi kia. Cũng nhờ cái khóa bác sĩ rất mà bây giờ cài tư duy khác, tự tin hơn, có những kiến thức mà mình đầu tư, mình cảm thấy mình sinh lợi và mình tự do về bản chất và thật sự là hạnh phúc. Và vì đó là mình sẽ cố gắng và gieo hạt và cũng đi hỗ trợ các bạn cùng với Nga Kiên. Cảm ơn Nga Kiên và rồi, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Sẽ giúp anh chị mình có nhiều tư duy và sẽ gieo hạt nhiều người hơn nữa. Thì chắc chắn thì nó sẽ rất là tốt cho cái ngành kiến sau này. Anh ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Rồi chương trình trao quà đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Chúc cả nhà có một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.